cho nở điều đi, cho nở điều rồi đi mới ăn nha. Nó bị khô rồi nó nhiều nước được chưa? Tìm thì mình lúp xúp để đàng hoàng chứ không làm vậy là sao mà chính mày. Không đũa đây. Đồ má ngồi có giùm miệng nó ăn là nó ăn xong cái gãi cái bụng nó không khỏe quá trời. Chưa. Cái này đồ má mời người ta ăn chưa hết. Giùm mẹ hay là trong thăm. Đâu có tự tôi xử mà. Miếng ở đây, miếng ở đây. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Để cho nở, để cho nở. Để cho nở các bạn ăn. Nở cho trộn. Cho nở thì để nó không nở. Lấy cái mặt đại cái tao lại cho nó. Tôi thấy tao mì tao bỏ cuốn. Đang không đỡ cũng được đúng không? Đó mà nó phải đỡ đâu quan. Mà động em câu có nước này muốn ăn sao ăn? Lá hơi hấp cho nó. Tao nuốt nó miếng chết nha. Em chết đi. Nếu mà chiều nó bụng rồi thấy nó nghe mùi mì thơm nên nó rồi mày ăn đây giờ mà. Đó. Giờ thêm miếng nước để mặn. Thử đưa nó thử. Đưa nó thử nước đi. Thử mặn không? Thử nước trước đi. Nước muỗng này thử nước đi. Rồi giờ nóng. Tao có thử nước coi. Nếu mà mồ hôi ngăn xong mồ hôi hộm tôn vậy cái gãi cái bụng nó khỏe quá. Để chiều nay gì có ăn cơm. Ừ thấy ăn muốn đói bụng à. Chết rồi nha. Tao thử nước đây coi vừa ăn không? Vừa rồi. Rồi thấy vừa rồi. Thấy vừa rồi. Ok không? Để tự xử, để tự xử. Như đó thôi phải không? Rồi nè, nó ăn rắn thì phải. Tao có nó khuyến mãi chục trái mà. Nó còn thêm chục trái hết rồi, chục khỏe ra rồi. Mười gói đó anh. Thành ăn mì nè. Để Thánh ăn mì đi. Thánh ăn mì nè. Đổ mèo ấy thôi mà đó. Ăn mì. Thánh nửa gói hả? Đó là nửa gói. Để anh đũa nửa gói. Tự dành miếng lá này nè. Đừng cười để cho em. Hết gói rồi. Trời sao anh chiều trong bụng mà thấy nó ăn giờ đúng không? Mày nghĩ mày lại gì dữ vậy? Trà nó miếng à. Mày ngồi uống trà mày. Ngồi uống trà đi. Uống trà đi. Sum, bồi sum. Thôi đọc mình. Dốt ăn để tôi uống nước thế mình dốt cho. Cắn hết rồi vô. Trời ơi, cái đứa đũa chọc cái thôi không đi. Trời ơi, 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 bỏ bác đi, bỏ bác đi, bỏ bác tí điện lại. Để đây, để đây. Sao mày còn ra không nữa? Ủa mày lùi vô nghe, rọt rọt cái này chứ lên. Tao ngồi đụng mới nói nữa, trái hớt chưa, tao giữ rồi. Đúng rồi, nó rồi, chọc trái hớt đúng rồi, cho tiêu. Cái gì cũng từ từ ăn, từ từ ăn. Bỏ con cặp hết pin luôn. Nhìn chung chú. Từ để cho ngang. Đến đấy nha. Nếu mà mình không thì mình nuôi chứ cái gì mình gấp được cỡ chết này chứ mày. Không có khả năng hết rồi. Tao thấy nhau cũng rút dễ nhúc. Rút chứ. Càng ngày nó càng nhả ra. Đừng nói. À, rồi, sao ăn đi. Mày ngồi xuống coi. Chị ngủ nè. Mày ngồi xuống. Xe đó đèn. Ủa mẹ mày quay lại mày quay xe. Đúng quá mày còn sẽ bỏ. Trời ơi ăn hết hết thôi. Mày ăn hết gì dữ à. 15 gói. Nó ăn hết 15 gói. Nó ăn hết 15 gói mày đầu vô tao mà. 15 gói sao ăn thôi. Đó. Chết thiệt đó. Đi không ăn chết à. Làm
Đủ má ta thấy sao mày trần ra không rồi đó. 15 gói hả? Ừ. Mẹ có đi cái phòng chết nhỏ mày cha ghéo à. Tao thấy kiểu đủ mẹ có chục gói à mày ơi. Con chục gói hè. Sao sao con kiểu quả cái bụng nó. Chút nó nổ đồ mà. Không hết rồi, càng không ngày hết, càng nở ra. Không hết, không hết. Đâu có, tao cũng không hết nước nữa cho. Không hết, không hết thì mình ngồi xuống để cho ăn, đừng có chọc á. Cái là ghế này ngồi đây. Đó. Đéo quà, nhiều tối không hết đâu. Má mày cười, mày văn lát nha. Ghế này mày, mày ngồi đó mày dòm đi. Má mày đều bữa nào nay chắc nửa thối à. Trời, đụng má chả nước miếng nè. Má ăn dòm chả nước miếng chứ chơi kìa. Đéo tan tiền, chứng đem không? Cho ăn rượu mẹ không thích giận hết trời. Đừng đụng mày nó quay trực tiếp luôn hả chứ vậy? Miệng băng lên trực tiếp. Rồi nó cứ quay trực tiếp luôn nội ơi. Không thâu nữa rồi. Tao thấy đâu. Đụng má, không được nghỉ nhục. Tao thấy mày nhận ra rồi. Cho 30 ngàn nè. 30 ngàn quá rồi. Mẹ nó điên không. Thì ăn gì nào no thôi, đụng má chứ đừng có ráng quá chết á. No thôi nha. Ăn no thôi. Cảm thấy ớn vậy. Anh nói anh ăn xong mà nếu ăn không hết á anh trả tiền mì anh khuyến mãi cho dọc yến tiền sự. Càng ngày nó càng nở. Mày nghe nó ăn như vậy. Mãi giờ chặt nước mẹ rồi. Đâu có, ta khuyến mãi hết nước mà. Nó ăn hết mì nước cũng không còn luôn á. Trời ơi. Nãy bớt cho nó còn gì nữa còn. Nửa chừng nữa hết toàn. Nửa chừng nữa hết 3 gói, 4 gói. Càng ngày càng nở. Nó bỏ bộ hả? Bỏ bộ hả? Bỏ cái bộ đi. Sắp no chưa? No chưa? Gần no chưa? Trời của anh hết luôn. Hết luôn hả? Đủ mẹ ăn no thôi, cỡ hết không hết, không có ai lấy tiền mày đâu, đủ mẹ đi ráng ăn rồi chờ trả tiền rồi đéo bà hả? Ăn no thôi. Đồ ăn chưa có một con nó bụng à? Vậy cái ruột đầy ruột nhỏ. Bây giờ khỏi ăn, khỏi ăn cơm. Đếm lần này chị nhà khỏi ăn cơm 3 ngày. Chúng nó lên điện cấp lên cây đóng cửa thang xuống cho chúng giải lại. Nhưng mà để con đóng hai cục gàng tay chích đũa. Lại phiếu. Nằm đó. Mời dễ mà. Mời khánh là mời dễ.